Vâng, xin kính chào toàn thể quý chị các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube mua bán ô tô cũ của em Lợi. Lại tiếp tục một cái chiếc xe bán tải mang thương hiệu Chevrolet Colorado, sản xuất 2017, số tự động 2 cầu, bản LTZ về với bên cửa hàng em Lợi. Chiếc xe được trang bị nước sơn màu đỏ nhé. Toàn bộ xe bản LTZ được trang bị la răng phay, nhìn rất là khỏe khoắn và mạnh mẽ này, với tầm tài chính hơn 400 triệu. Tất cả các cái phần đồng sơn của chiếc xe thì đều rất là đẹp. Xe thì bên em Lợi cam kết không đâm xô, tai nạn ngập nước, máy số là nguyên zin. An ninh pháp lý thì bao rút hồ sơ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc á. Đấy, xe cũng được bác chủ lắp thêm nắp thùng thấp này, 4 rè cu lốp này. Và an ninh pháp lý thì bên em Lợi cam kết không có phạt nguội, không có tranh chấp. Hồ sơ pháp lý đầy đủ hết, bao cho anh em nào mà cần nhu cầu bao sang tên em Lợi cũng làm bao sang tên được. Đấy, tất cả các phần la răng của chiếc xe là la răng phay này. Lốp của chiếc xe thì khá là dày và đẹp. Khung gầm phía trước này, toàn bộ khung gầm phía trước này không có móc méo gì. Tất cả khung gầm thì đều rất đẹp. Xe thì bên em Lợi cũng đã cho dọn vệ sinh rồi. Đèn pha mặt ca lăng của chiếc xe đây rất đẹp và mới nhá. Cabo nguyên thủy từ đầu. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Và bên em Lợi thì tập trung làm các dòng xe bán tải, vừa phục vụ công việc vừa đi làm cho quý anh chị nhá. Đấy. Với đồng sơn bên phụ của chiếc xe này, màu sơn nó không bị lệch màu, nó khá là đẹp. Đấy. Tất cả các cái phần bậc này và đến sassi của chiếc xe đây, sassi khung gầm này, xanh led và sơn zin. Các cái phần gầm phía sau, phía ở giữa này, đấy, đều rất đẹp và mới nhé. Đấy, toàn bộ xe thì gầm không bắn nheo phủ gầm, không bắn cao su non. Đấy, đây, gầm em quay từ phía sau cho quý chị xem này. Đấy, cổ bô, cổ xả thì rất đẹp và mới nhé. Nắp thùng thấp này, cản sau của chiếc xe bằng inox nhé. Đấy, toàn bộ các cái phần đồng sơn bên lái bên phụ này rất đẹp và mới nhé. Đèn hậu của chiếc xe là được trang bị đèn led, máy sử dụng động cơ máy dầu 2.8 nhé. Vâng, sau đây em sẽ quay vào phần nội thất bên trong cho quý chị xem nhé. Vâng, và đây là cái phần nội thất bên trong của chiếc xe này. Từ cột kèo, gioăng chống ồn của chiếc xe đều rất đẹp nhé. Xe được trang bị nội thất ghế da màu đen, ghi. Tất cả ghế da xịn sò từ đầu. Nội thất ghế phía sau của chiếc xe khá là đẹp đây. Tất cả trần và sàn của chiếc xe đều được bọc 5D nhé. Bọc trần sàn da. Đấy. Tất cả các cái phần ốc ngàm cánh cửa này sơn zin. Bậc này, tay nắm cánh cửa đến chỉ cánh cửa là zin hết đây. Toàn bộ các cái phần nội thất này đánh giá khá là mới và đẹp. Trần phào, vô lăng này đều rất mới. Anh chị em nào mà lần đầu tiên xem video của em Lợi thì cho em Lợi xin tự giới thiệu, em tên là Lợi, chuyên mua bán ô tô cũ tại Hà Đông, Hà Nội. Bác nào có nhu cầu bán xe lên đời xe alo em Lợi nhé. Em Lợi nhận mua xe trên mọi miền Tổ quốc. Đấy, tem mác ốc cột này zin hết nhé. Gioăng này nó còn đẹp và căng. Ghế lái được trang bị ghế lái chỉnh điện nhé. Các cái mép ghế đều rất mới, bàn đạp phanh ga này nguyên zin. Và đây là vô lăng của chiếc xe này, táp lô này, tắp lô, tắp ly này, đầy đủ hết zin này. Và hộp số tự động 2 cầu, đây là núm cài cầu điện của chiếc xe này. Từ các cái tỉ tay, phanh tay của chiếc xe còn khá là mới và đẹp nhé. Đây là cái sàn thùng của chiếc xe, hai bên sàn thùng thì không chở hàng nặng nhé. Đấy, tất cả sàn thùng này đều rất đẹp và nguyên zin. Hai bên ống cốp này đều nguyên bản hết, hai bên thành chưa có đâm xô gì, đính bấm đinh dập là nguyên zin. Này, cái mép keo chỉ này nguyên bản hết. Đèn của chiếc xe là đèn led nhé. Hai cánh cửa bên phụ của chiếc xe đây, keo chỉ zin 100%. Nội thất bậc lên xuống, ghế rất là mới. Xe nhập nguyên chiếc Thái Lan.
Chevrolet Corrado giá thành rẻ nhất thị trường. Tại phân khúc bán tải thì Chevrolet Corrado là một trong những chiếc xe giá êm nhất thị trường đây. Đấy, toàn bộ các phần ốc này, đinh bấm, đinh dập này, đến ốc cabo này, khoang động cơ máy này. Đấy, máy là máy dầu 2.8 nhé. Tất cả các khoang động cơ máy đều rất đẹp rồi. Các cái phần rằng đầu của chiếc xe này là nguyên thủy cabo này. À, chỉ cabo này, anh em mới xem keo chỉ đây, keo chỉ zin hết nhé. Sau đây em sẽ nổ cái tiếng động cơ cho quý anh chị nghe nhé. Vâng, đây là cái tiếng động cơ của chiếc xe nhé. Xe sử dụng động cơ máy dầu 2.8 này, rất là khỏe mạnh nhé và chắc chắn. Sau đây anh em có thể nghe cái tiếng động cơ này. Vâng, vừa rồi em đợi vừa review giới thiệu chào bán đến toàn thể anh chị em và các bạn đang xem video của cái chiếc xe mang thương hiệu Chevrolet Corrado sản xuất năm 2017, số tự động 2 cầu, máy dầu, bản LTZ màu đỏ. Bác nào quan tâm thì liên hệ với em Lợi nhé. Địa chỉ cửa hàng em Lợi là địa chỉ 1019 đường Quang Trung, Hà Đông, Hà Nội. Em Lợi xin chào và gặp lại quý chị các bạn trong một video gần nhất.